Kinh Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh. Hán dịch Tam Tạng Sơ Môn Bất Không Quyển Thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bà Chà Phạm đang ở tại núi Thứ Phong, Vương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo 1.000 vị, Bồ Tát 84.000 vị đều đã đạt vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, được không thoái chuyển. Các vị là Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đắc Đại Thế, đều là hàng thượng thủ. Là có 72 ức thiên chúng đều trụ Bồ Tát Thừa, là có Thiên Đế Thích, Chúa Thế Giới Ta Bà Đại Phạm Thiên Vương, cùng với 40.000 thiên chúng quyến thuộc cũng đều trụ vào Bồ Tát Thừa. Là có 4 Atula Vương như Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương, Mạc Lợi Atula Vương, Lư Kiên Atula Vương, Hoan Hỷ Atula Vương, cùng với 100.000 Atula quyến thuộc. Đã có 62.000 các đại Long Vương như Nang Đà Long Vương, Ô Ba Nang Đà Long Vương, Thủy Thiên Long Vương, Manatư Long Vương, Địa Trì Long Vương, Vô Diệt Não Long Vương, Tô Mê Lư Long Vương, Phục Ma Long Vương, Nguyệt Thượng Long Vương. Các Long Vương như vậy đều là thượng thủ. Đã có 4 đại Thiên Vương như Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, cùng với 100.000 dược xoa quyến thuộc như Kim Tỳ La Đại Dược Xoa, A Tra Phược Câu Đại Dược Xoa, Châm Mau Đại Dược Xoa, Diệu Tuệ Đại Dược Xoa, Hình Tướng Đại Dược Xoa, Biến Hình Dược Xoa, Bất Động Dược Xoa. Các dược xoa như vậy đều là thượng thủ. Khi ấy vua, đại thần và 4 chúng thiên long dược xoa, nhân phi nhân trong thành Vương Xá đều đem y phục, thức ăn, thức uống, quả cụ, thuốc thang và các món cùng dùng khác đến chỗ Như Lai cung kính tôn trọng chân cúng. Bây giờ Đức Thế Tôn nhận thỉnh thọ thực của vua. Vào sáng sớm, Thế Tôn chọn y ôm bát cùng với chúng tỳ kheo và 100.000 trời người vây quanh trước sau, đi đến cung vua vị sinh oán ở thành Vương Xá. Đức Thế Tôn dùng sức oai thần, đại thần cảnh thâm phóng ra 100.000 tia sáng phía diệu, 100.000 âm nhạc đồng thời trỗi lên, mưa rơi các hoa đẹp như hoa ô bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, rơi tản mát xuống. Ngay khi ấy, Đức Như Lai dùng sức thần thông, bấm chân xuống đất, liền mọc hoa sen to như bánh xe, bạch ngân làm cành, huỳnh kim làm lá, phệ lưu ly làm bảo nhụy. Phệ lưu ly bảo làm nhụy, trong đài hoa có hóa Bồ Tát ngồi kiết già. Lúc đó các Bồ Tát trong đài hoa sen báu nhiễu quanh bên phải thành Vương Xá 7 vòng, rồi nói kệ rằng, thương chủ lợi ích khắp thế gian, có giúp hữu tình làm ruộng phước, thích hùng tịch tỉnh đại oai đức, Thế Tôn nay sắp vào thành này. Nếu có ai cầu xin thiên chúng, giải thoát khổ sinh già bệnh chết, muốn mong thâu phục bọn ma la, thì nên cúng dường Thích Sư Tử. Danh hiệu Mâu Ni khó được nghe, trong ngàn ức kiếp tu tinh tấn, thương xót thế gian làm lợi ích. Thế Tôn nay vào vương thành này, hành thí vô thượng vô biên kiếp, ăn uống y phục và xe cộ, trai gái vợ con đẹp thương yêu, sợ bỏ vương vị sắp vào thành, hay thí tay chân và tai mắt, kể cả đầu mũi các chi phần, do đủ tất cả xả công đức, nên được trí tuệ rất thù thắng, khéo học đàn na tịnh luật nghi, trì giới không khuyết vượt hơn người, đầy đủ nhẫn nhục thắng công đức, tâm ý tịch tỉnh nay vào thành, tu tập tinh tấn ngàn ức kiếp, nhàm chán thương xót quán thế gian, nhập vào thiền định tu tịch tỉnh, đại phạm âm này nay vào thành, trí tuệ vô lượng không ai bằng, cũng như hư không không cùng tận, tiện nhẫn công đức giới cũng vậy, thắng hạnh như thế đều thanh tịnh, mạnh mẽ thô phục chúng ma la, được tuệ bất động không ưu não, pháp luận phía diệu y giáo chuyển, đại pháp tự tại nay vào thành, có ai mong cầu thiện thể ta, trang nghiêm đẹp đẽ 32 tướng, tâm hạnh bồ đề quyết nguyện thành, nên đến thân cận dân cúng dường, đoạn các phiền não dục sân si, và các giác quán ác tư dục, phải mau cúng dường vô lượng cụ, nên đến thân cận bậc đại sư, nếu ai muốn cầu vị phạm thiên, tích đề hoàng nhân đại tự tại, cúng các thiên nhạc hay vi diệu, phải nên phụng kiến Đại Mâu Ni. Muốn cầu Luân Vương vua bốn châu và được bảy báu nguyện thành tựu, đầy đủ ngàn con đều chủng mãnh, phải nên cúng dường nhân trung tôn. Muốn cầu trưởng giả cùng tiểu vương và được của cải không cùng tận, tướng mạo đoan nghiêm quyến thuộc tốt, vậy mau đến cúng Đại Mâu Ni. Nếu có người tu hành giải thoát, muốn nghe pháp thù thắng Thế Tôn, thế nên nay ngươi đến đó nghe, những gì khó nghe nay được nghe.
Khi ấy người trong thành lớn vương xá và trăm ngàn bố thôn ấp xóm làng nghe bài tụng cảnh giác này rồi, tất cả trai gái đồng nam đồng nữ đều đem hoa hương đốt, hương xoa hương bột vòng hoa, kim ngân hoa tràn phan, thượng khư trống sừng đàn sáo và các thứ âm nhạc khác nhất tâm tư duy mong Phật nhiếp thọ, hoan hỷ phấn khởi cung kính cúng dường. Lúc Thế Tôn sắp vào thành, chân phải bước vào cửa thành, đất trong thành số cách chấn động, các hàng trời người và trăm ngàn âm nhạc không trỗi tự kêu, trời mưa hoa đẹp, các hữu tình trong thành, người mù được thấy, người điếc được nghe, người cuồng tâm được tỉnh, người loại thể được áo mặc, người đói được ăn uống, người nghèo được của cải, và không bị tham dục sân nhuế ngu si keo kiệt, tật đố phẫn hận, ngã mạn làm bức bách, nhìn nhau với tâm, với từ tâm như cha với con, trong tiếng âm nhạc đó nói kệ tụng rằng, Thế Tôn mười lục vào trong thành, là đại trượng phu Thích Sư Tử, sát na đều được đại an lạc, người mù được thấy, điếc được nghe, người cuồng tâm lại không tán loạn, người lõa thể được áo mặc, những người đói khát được ăn uống, người nghèo cùng được của cải, vô lượng chư thiên ở hư không, cung kính lễ bái và tán thán, mưa hoa cúng dường, đức Như Lai, trống sừng, thương khư các âm nhạc, chờ Phật vào thành tấu cúng dường, đất trong thành sáu cách chấn động, thấy người thấy kỳ lạ sinh vui thích, tham ái sân nhuế không bức bách, sang tham ganh ghét mạng đều trừ, nhìn nhau từ tâm như cha con, Như Lai mười lực vào trong thành, nhân dân an lạc đều hoan hỷ, âm nhạc không trỗi tự nhiên kêu, tất cả đều được vui phi thường, đều nhờ oai thần của Như Lai, trời người tu la chúng thế gian, nhiều chúng như vậy đồng thời hiện, lạ thường thù thắng chẳng nghĩ bàn, khi Đức Thế Tôn vào trong thành, rộng làm lợi ích cho nhiều người. Khi Đức Thế Tôn vào thành Vương Xá, bây giờ có đại Bồ Tát tại gia con của trưởng giả giàu có tên là Tồi Khóa Cửu, ở trong đường hẻm từ xa trông thấy Thế Tôn, tướng tốt lạ thường, đoan nghiêm nhuần nhã, các căn tịch tỉnh, nhìn mãi không biết chán, trụ Samatha, địa phục tối thượng, phòng hộ các căn như khéo điều phới, chánh niệm không loạn như ao tịnh tuyền, thân trang nghiêm bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Bồ Tát thấy Như Lai thành tựu sắc tướng đoan nghiêm, tâm sinh tôn trọng tinh tấn, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát hai chân Phật, nhìn quanh bên phải ba vòng, rồi lui đứng một bên. Đại Bồ Tát Tồi Khóa Cửu ở trước Thế Tôn chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp mới chống được tâm chánh đẳng chánh giác, tùy theo điều mong cầu cõi Phật thanh tịnh mà trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. Lúc đó Đức Thế Tôn vì thương xót Tồi Khóa Cửu và biết duyên giáo hóa đã đến. Lúc đó ở giữa đường hẻm ấy cũng có vô lượng trăm ngàn ức người đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân và đứng chắp tay, trong hư không lại có vô lượng trăm ngàn chư thiên kính lễ Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo đại Bồ Tát Tồi Khóa Cửu rằng: Bồ Tát thành tựu một pháp mau chóng thành tựu vô thượng Bồ Đề, tùy theo ý muốn mà được cõi Phật thanh tịnh. Này Thị Nam, đại Bồ Tát đối với tất cả hữu tình khởi đại bi thương xót, ý vui tăng thượng nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thế nào là ý vui tăng thượng? Này Thị Nam, nếu đã phát tâm Bồ Đề rồi thì không nên khởi lên một mảy may pháp bất thiện nào. Thế nào là hạnh mảy may bất thiện? Là không khởi tham ái, không nổi sân nhuế, không hành ngu si. Nếu ở tại gia thì nên giữ gìn oai nghi, không cười cợt. Nếu xuất gia thì không nên cầu cung kính lợi dưỡng, khéo trụ xuất gia, tu hành các pháp, thông đạt tất cả pháp như thật. Thế nào là thông đạt tất cả pháp như thật? Này Thiện Nam, tất cả pháp là uẩn, xứ, giới. Thế nào là thông đạt năm uẩn? Nên quán năm uẩn như huyễn, xa lìa tánh không, không sở duyên, tịch tỉnh không sinh, không diệt. Tuy thông đạt như vậy, nhưng không thấy thông đạt, cũng không có cái thấy, không biết, không suy nghĩ, cũng không phân biệt và sở phân biệt. Tất cả phân biệt tịch tỉnh thông đạt, đó gọi là Bồ Tát. Đại Bồ Tát chánh hạnh, không xả hữu tình. Vì sao? Vì Bồ Tát biết pháp huyện ấy. Như vậy là vì hữu tình mà diễn nói, hữu tình và pháp cả hai đều không thể được. Này Thiện Nam, do thành tựu một pháp này, nên Bồ Tát mau chóng chứng vô thượng Bồ Đề, viên mãn cõi Phật thanh tịnh. Khi Đức Phật nói pháp môn thành tựu công đức trang nghiêm cõi Phật, Bồ Tát Tồi Khóa Cửu được vô sinh pháp nhẫn, hoan hỷ phấn khởi bay lên hư không, cao bằng 7 cây đa la.
2.000 hữu tình ở trong chúng ấy phát tâm bồ đề, 14.000 trời người xa lìa trần cấu, ở trong các pháp được pháp nhãn tịnh. Khi ấy Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ, từ nơi mặt phóng ra ánh sáng xanh vàng, đỏ trắng hồng tía, chiếu sáng vô lượng vô biên thế giới, chiếu rồi trở lại nhiễu quanh Phật 3 vòng, rồi nhập vào đỉnh. Lúc đó tỳ kheo A Nan từ chỗ ngồi, sửa lại y phục, bày vai phải, gối phải quỳ sát đất nói kệ trước Thế Tôn. Các pháp tự tại đến bờ kia, đạo sư mười lật tối thắng tôn, tất cả trí giả thảy đều nghe, cô xin nói rõ vì sao cười. Mầu ni thế nào biết quá khứ, thế nào vị lai đều giác ngộ, hiện tại làm sao mà giác tri, cố sinh diện nói hiện mỉm cười. Tất cả tâm hạnh của hữu tình, hạ trung tối thượng có sai biệt, giải thoát các tưởng đến bờ kia, xin điều ngự nói vì sao cười. Trăm ngàn muôn ức chư thiên đến, chắp tay lễ kính Đức Thế Tôn, ở trong đại chúng sinh khát ngưỡng, cố sinh mâu ni nói diệu pháp. Bậc trí đến bờ kia, diệt trừ mọi lỗi lầm, biết tất cả thắng hạnh, vì lý do gì cười. Trăm ngàn ức chư thiên đang mong muốn cầu pháp, vô lượng các tỳ kheo đều đến nghe chánh pháp, vì phát nguyện cúng dường, vô lượng các âm thanh, tất cả đều khát ngưỡng, xin Phật trừ nghi hoặc. Đức Phật bảo tỳ kheo Ananda, này ngươi có thấy Đại Bồ Tát tuổi quá khứ bay lên hư không, cao bằng 7 cây đa la không? Ananda bạch Phật, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Đức Phật bảo, này Ananda, Bồ Tát tuổi quá khứ này về sau quá 62 A Tăng Kỳ, trăm ngàn ức kiếp, ở trong tam thiên đại thiên thế giới, trong kiếp lìa nhiệt não, chứng thành chánh đẳng chánh giác, hiệu là tịch tỉnh điều phục âm thanh Như Lai, ứng chánh đẳng giác. Này Ananda, cõi Phật của tịch tỉnh điều phục âm thanh Như Lai kia, công đức trang nghiêm, cho đến chúng thanh văn Bồ Tát, cũng như thế giới diệu hỷ của Đức Như Lai bất động. Khi Thế Tôn nói pháp này rồi, từ nơi ấy tiến dần về cung vua vị sinh oán, đến rồi cùng với chúng tỳ kheo theo thứ tự trải tòa mà ngồi. Lúc đó vua vị sinh oán biết Thế Tôn và chúng tỳ kheo ngồi rồi, liền đem các món ăn uống, hương vị thơm ngon từ tay chân cúng Thế Tôn và chúng tỳ kheo tăng, khiến được no đủ, lại đem y phục thượng diệu dâng lên Như Lai và chúng tỳ kheo, cúi mình choàng lên Phật và chúng tăng. Choàng rồi đảnh lễ Thế Tôn, lui ngồi ghế thấp một bên. Trước Phật thưa, bạch Thế Tôn, phẫn hận phú và các lỗi lầm, cho đến vô tri từ đâu mà sinh, từ đâu mà diệt. Đức Phật dạy, này Đại Vương, phẫn hận phú và các lỗi lầm, đều từ ngã và ngã sở mà sinh, ngã và ngã sở được kiến lập từ không xứ. Nếu không biết công đức và lỗi lầm, thì là vô tri. Nếu biết ngã và ngã sở như thật trí, cũng không phải trí, không thể thi thiết. Thế nên Đại Vương nên học như vậy, tất cả pháp hữu vi, vốn không đến, không đi, cũng không ngôn thuyết. Này Đại Vương, pháp không đến đi, không đến đi đó cũng không sinh, không diệt. Không sinh, không diệt đó gọi là trí, mà cái vô trí đó cũng gọi là trí. Vì sao? Vì các pháp nhập xuất, không thể biết nhau, nếu không biết thì gọi là trí. Lúc đó vua vị sinh oán bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là kỳ lạ, thật là đặc biệt, Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo nói như vậy. Nay con thà chết yểu mà được nghe pháp, nghe chánh pháp còn hơn sống lâu mà không nghe được pháp. Vua vị sinh oán thỉnh Phật chiều hôm đó nói pháp. Đức Thế Tôn nhận lời. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật xếp y bát trở về núi Linh Thiếu, rửa chân sửa tòa, nhập vào chánh định. Lúc đó Đức Thế Tôn vì muốn nói pháp nên xế hôm ấy xả định, đồng thời tỳ kheo Xá Lợi Phất và các đại thanh văn cũng đều xả định, đồng chân Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi cũng xả định, cùng với bốn vạn tiên tử đến hội. Bồ Tát Từ Thị cùng 5.000 Bồ Tát đến hội. Bồ Tát Sư Tử Dũng Mãnh Lôi Âm cùng 500 Bồ Tát vừa xả định dẫn các quyến thuộc vây quanh trước sau đến núi Linh Thiếu, đảnh lễ Thế Tôn. Rồi mỗi trải tòa ngồi sang một bên. Lúc đó vua vị sinh oán cùng các quyến thuộc trước sau tiến về núi Linh Thiếu, đến chỗ Như Lai đảnh lễ sát chân Phật rồi lui ngồi một bên. Đồng thời tại thành Vương Xá lại có vô lượng trăm ngàn hữu tình đồng đến núi Linh Thiếu, đến chỗ Đức Như Lai đảnh lễ sát chân rồi lui ngồi một bên.
Khi ấy Xá Lợi Phất, nhờ oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, có phải quỳ sát đất chắp tay hướng lên Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vừa rồi ở giữa đường hẻm trong thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn đã vì Đại Bồ Tát tuổi quá cửu, lược nói công đức trang nghiêm cõi Phật viên mãn của Bồ Tát. Lành thay thưa Thế Tôn, nay cuối xin Thế Tôn nói rộng ra, như các Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Tát, chớ khiến thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, được nhất thiết trí, nhiếp phục ma la, hàng phục hàng các ngoại đạo, thanh tịnh các phiền não, trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, mãn nguyện rồi khởi tuệ thiện xảo, lìa Phật địa, trụ vào thanh văn và chuyên giác địa, khéo chuyển pháp luân, tu các ba la mật, khiến được trí tác bà nhã. Hiện vì các Bồ Tát cùng với lượng vô số hữu tình, làm lợi ích lớn. Trong hội ấy có thiện nam thiện nữ cầu Bồ Đề, được thân cận theo Phật, nghe nói diệu pháp hoan hỷ phấn khởi, được hoan hỷ rồi, như thuyết tu hành. Khi ấy Đức Thế Tôn suy nghĩ, nay ta hiện khởi thần thông như vậy, từ thần thông này, hiện hành cảnh giới, phóng ra trăm ngàn ánh sáng khắp cả mười phương, mỗi mỗi ánh sáng phát ra muôn ngàn ánh sáng, đến nhiều cõi Phật. Chiếu sáng trong các cõi ấy, che cả ánh sáng mặt trời mặt trăng, và che cả nhãn căn. Tất cả ánh sáng của trời trồng, dược xoa, mani, điện, lửa, không còn hiển hiện, cũng không có sắc tướng địa ngục, và các ánh sáng của hữu tình khác, cho đến núi Phi, núi Đại Luân Vi, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, núi Chúa Tô Mê Lô và các núi đen khác, tường vách cây cối trong mười phương, các thế giới bị ánh sáng Phật chiếu, nên thảy đều tiêu hết. Khi ấy Thế Tôn ở trong ánh sáng, phát tiếng dõng dạc cảnh giác mười phương vô lượng thế giới. Lúc đó phương đông cách thế giới này, qua 84 hằng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Phổ Biến. Cõi đó có Phật hiệu là Các Tường Tích Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hiện đang trụ thế. Trong cõi Phật ấy không nghe đến tên thanh văn chuyên giác, chỉ có chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh vô lượng khắp cả nước ấy. Mỗi mỗi Bồ Tát đều có trăm ức Đại Bồ Tát không thoái chuyển, phải quanh trước sau, làm quyến thuộc. Trong thế giới ấy có một Đại Bồ Tát tên là Pháp Dũng. Vì sao gọi là Pháp Dũng? Vì khi Các Tường Tích Vương Như Lai nói Pháp ở trong chúng, Bồ Tát Pháp Dũng nghe Pháp rồi bay lên hư không, cao bằng bảy cây đa la, tự ẩn thân về chúng mà nói Pháp. Pháp đó là Pháp Môn, Đà La Ni Kim Cang Bồ Tát Tạng. Lúc đó chúng hội đều nghĩ rằng, tất cả các Pháp chỉ có nghe tiếng. Này thiện nam, vì sao vậy? Vì không thấy thân mà chỉ nghe tiếng, phát ra thanh sắc như vậy thành tựu không hiện. Như sắc thanh cũng lại như vậy, như tiếng tất cả Pháp cũng vậy. Vô lượng Bồ Tát đều được Pháp nhẫn, do vì nghĩa đó cho nên gọi là Pháp Dũng. Đại Bồ Tát Pháp Dũng thấy ánh sáng lớn và nghe tiếng dõng dạc liên đến chỗ Các Tường Tích Vương Như Lai, đành lễ sát chân rồi đứng qua một bên thưa. Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà trong thế gian có ánh sáng lớn và nghe tiếng dõng dạc từ xưa chưa từng có? Các Tường Tích Vương Như Lai bảo, nay thiện nam, phương Tây cách đây quá 84 hằng hà sa số cõi Phật, có thế giới tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác. Hiện đang trụ thế, vì muốn triệu tập vốn ức các Bồ Tát trong mười phương thế giới đến nghe Pháp, cho nên tất cả lỗ chân lông phóng ra ánh sáng và tiếng dõng dạc này. Bồ Tát Pháp Dũng bạch Các Tường Tích Vương Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu con muốn đến thế giới Ta Bà, lễ bái chiêm ngưỡng cúng dường, thừa sự Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng muốn diện kiến chúng Bồ Tát và để nghe Pháp. Đức Phật dạy, nên đi, nay đã đúng lúc. Bồ Tát Pháp Dũng liền cùng 60 ức chúng Đại Bồ Tát, trước sau cùng nhau rời khỏi cõi ấy. Nhanh như tráng sĩ có duỗi cánh tay, liền hiện trong thế giới này. Khi ấy Bồ Tát Pháp Dũng nghĩ như vậy, nay ta nên hiện thần cảnh thông nào để đến lễ bái thân cận chiêm ngưỡng cúng dường Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nghĩ như vậy rồi, liền nhập vào chánh định nhất thiết trang nghiêm. Nhờ vào oai lực chánh định thần cảnh thông, khiến tam thiên đại thiên thế giới đầy cả hoa đẹp, hoa rơi ấy cao đến ngang gối, trăm ngàn âm nhạc đồng thời trỗi lên, trang phán bảo cái trang nghiêm đủ loại,
lại dùng diệu hương xông ngát cả thế giới này, cũng như cung trời tha hóa tự tại, Bồ Tát Pháp Dũng hiện thần cảnh thông rồi, cùng với các Bồ Tát, đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải ba vòng, tùy theo chỗ đến, dùng nguyện lực hóa hiện, hoa sen, rồi ngồi lên hoa ấy. Phương Nam cách thế giới này quá 96 ức cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần, hiện có Phật hiệu Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, được cho lượng chúng đại Bồ Tát cung kính vây quanh. Trong thế giới ấy có một đại Bồ Tát tên là Bảo Thủ. Vì nghĩa gì mà gọi là Bảo Thủ? Vì khi Bồ Tát ấy ở trong các cõi Phật hóa độ hữu tình, dùng tay phải sờ khắp thế giới chư Phật, tùy theo ý muốn mà có thể thành tựu từ lòng bàn tay phát ra tiếng Phật Pháp Tăng, thế giới nhẫn tấn tiền định trí tuệ từ bi hỷ xả và trăm ngàn ức tiếng pháp bảo khác. Vì nghĩa đó cho nên gọi là Bảo Thủ. Lúc đó đại Bồ Tát Bảo Thủ thấy ánh sáng lớn và tiếng giọng giặc từ xưa chưa nghe, từ xưa chưa thấy, liền đến chỗ của Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai để lễ sát chân Phật thưa: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mà có ánh sáng lớn và tiếng giọng giặc này? Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, phương Bắc cách đây quá 96 ức cõi Phật, có thế giới Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang trụ thế. Tất cả chân long của Đức Phật ấy phóng ra ánh sáng lớn và tiếng giọng giặc này. Vì muốn diện nói công đức trang nghiêm cõi Phật, nay bao số Bồ Tát đều giữ bản nguyện trang nghiêm cõi Phật, cho nên hiện điểm này. Khi ấy Bồ Tát Bảo Thủ lại thưa Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai: Này con muốn đến thế giới Ta Bà, lễ bái chiêm ngưỡng cúng dường thừa sự Thích Ca Mâu Ni Như Lai, diện kiến các Bồ Tát và cùng để nghe pháp. Đức Phật ấy hỏi: Ông dùng cách gì để đến thế giới tạp nhiễm? Bồ Tát Bảo Thủ thưa: Thưa Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thấy được nghĩa lợi gì mà chọn thế giới tạp nhiễm đó, sao không chọn cõi Phật thanh tịnh? Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, Đức Phật Thế Tôn ấy trong nhiều kiếp nguyện như vậy, ta nguyện chống thành tựu đại bi, thường ở trong chỗ hữu tình tệ ác, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân. Bồ Tát Bảo Thủ lại thưa Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai: Thưa Thế Tôn, chỉ có Như Lai Thích Ca Mâu Ni mới phát nguyện đại bi khó phát này, hiện ở trong thế giới tệ ác này. Như vậy đấng từ tôn này rất khó gặp, còn nay đến thế giới ấy lễ bái chiêm ngưỡng. Đức Phật dạy: Nay đã đúng lúc nên đi, nhưng ông đến đó phải cẩn trọng quan sát, chứ có tự hủy làm tổn thương Phật và các Bồ Tát ấy rất khó gặp, còn các hữu tình, các tâm hạnh hiểm hóc khó có thể điều phục. Bồ Tát Bảo Thủ bạch Phật, bạch Thế Tôn: Cõi ấy tuy có phẫn hận oán thù, nhưng không làm tổn thương đến con. Giả sử tất cả hữu tình tận đời vị lai trong muôn ức kiếp, sân hận mà nhục cho đến dùng dao gậy, ngói, đá, đánh ném, con sẵn sàng nhận chịu không trả thù lại. Lúc đó Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai bảo tất cả chúng Bồ Tát: Này các Thiện Nam, các ông nên mặc giáp nhẫn nhục như Bồ Tát Bảo Thủ thì mới cùng đến thế giới Ta Bà được. Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn Như Lai nói lời ấy rồi, Bồ Tát Bảo Thủ nhất tâm nhất ý cùng với vô lượng Bồ Tát trong hội vây quanh trước sau rời khỏi thế giới ấy đến thế giới này. Bồ Tát Bảo Thủ nghĩ như vậy: Nay ta nên dùng cảnh giới thần thông nào để lễ bái Thích Ca Mâu Ni Như Lai và làm sao để an lạc vô lượng hữu tình? Nghĩ như vậy rồi, liền vận thần thông hiện hành cảnh giới, dùng tay phải che tam thiên đại thiên thế giới, từ trong tay mưa các món ăn uống, y phục xe cộ, kim ngân, lưu ly, trân châu, kha bối, san hô, ngọc bích, tùy theo sự mong muốn của hữu tình đều được đầy đủ. Người thích nghe pháp được nghe pháp từ trong tay ấy, lại khiến cho vô lượng hữu tình nghe pháp hiện chứng chân thật, cũng khiến vô lượng hữu tình thọ vui vi diệu thù thắng. Lúc đó đại Bồ Tát Bảo Thủ vận thần thông cảnh giới như vậy rồi, cùng các Bồ Tát đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh bên phải ba vòng, tùy theo chỗ đến, dùng nguyện lực hóa hiện hoa sen, rồi ngồi lên hoa ấy. Phương Tây cách thế giới này quá 90 ức trăm ngàn cõi Phật, có thế giới tên Bảo Tạng, có Phật hiệu là Bảo Tích Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hiện đang ở thế giới ấy. Cõi Phật ấy thành tựu bằng các thứ lưu ly thanh tịnh, không có thanh văn duyên giác, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh đến đi ngồi đứng trên đất lưu ly đều thấy Bảo Tích Vương Như Lai hiện hiện rõ ràng, cũng như gương sáng soi thấy mặt mình.
Các Bồ Tát này ở nơi đất ấy thấy Phật Thế Tôn cũng như vậy. Thế rồi thỉnh Pháp. Đức Phật liền nói về bản nguyện tuổi xưa. Các Bồ Tát ấy nghe Pháp được Pháp nhẫn. Bảo Tích Vương Như Lai thường từ ba ni bảo tướng giữa chặng mày, phóng ánh sáng lớn, chiếu khuất ánh sáng mặt trời mặt trăng, không biết được ngày đêm, chỉ dựa vào hoa úp nở mà biết ngày đêm. Trong cõi Phật Bảo Tích Vương có một đại Bồ Tát tên là Nguyện Tuệ Thù Thắng, thấy được ánh sáng và tiếng dõng dạc của Thích Ca Mâu Ni Như Lai, liền đến chỗ Bảo Tích Vương Như Lai đảnh lễ sát chân rồi luôn ngồi một bên bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì ở trong thế gian có tiếng dõng dạc và ánh sáng lớn này? Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, phương Đông cách đây quá 90 ức trăm ngàn cõi Phật, có thế giới Tê Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì muốn triệu tập muôn ức Bồ Tát trong 10 phương thế giới đến nghe Pháp, nên tất cả lỗ chân lông phóng ra ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc này. Bồ Tát Nguyện Tuệ Thù Thắng nghe nói vậy rồi là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu con muốn đến thế giới Ta Bà, lễ bái chiêm ngưỡng cúng dường thừa sự Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng để diện kiến các Bồ Tát và nghe Pháp. Đức Phật bảo: Nay đúng lúc, ngươi nên đi. Lúc đó, Đại Bồ Tát Nguyện Tuệ Thù Thắng cùng các Bồ Tát trong khoảng sát na đã đến thế giới Ta Bà. Bồ Tát Nguyện Tuệ Thù Thắng nghĩ rằng: Nay ta nên dùng biến hóa nào để đến chiêm ngưỡng Thích Ca Mâu Ni Như Lai? Nghĩ như vậy rồi, liền nhập vào chánh định. Nhờ chánh định thần cảnh thông này nên khiến các khổ của bàn sinh diệm ma trong tam thiên đại thiên thế giới đều chấm dứt. Trong khoảng sát na được vô thượng an lạc thù thắng, lửa địa ngục đều được dập tắt, ngạ quỷ súc sinh và hữu tình diệm ma giới đều được no đủ, không còn đói khát. Trong khoảng sát na đều được an lạc, cũng như tỳ kheo vừa nhập tỉnh xứ, lúc đó không có một hữu tình nào bị tham lam sân nhuế ngu si, phẫn hận não hại, sang tham ngã bạn tật đố kiêu ngạo, khi dối che lấp bất não, tất cả các cõi đều khởi tâm từ và tâm lợi ích. Lúc Bồ Tát Nguyện Tuệ Thù Thắng hiện thần cảnh thông như vậy rồi, cùng các Bồ Tát đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đảnh lễ sát chân, nhiều bên phải bao vòng rồi tùy theo chỗ đến, dùng nguyện lực hóa hiện hoa sen, rồi ngồi lên hoa ấy. Phương Bắc cách đây quá hơn 63.000 cõi Phật, có thế giới tên Trang Nghiêm, hiện có Phật hiệu Sinh Sa La Đế Vương. Trong thế giới ấy không có người tại gia, mặc áo thế tục, tất cả Bồ Tát đều mặc ca sa. Thế giới ấy không nghe đến tên người nữ, thì có đâu đến thai sinh. Tất cả đều mặc áo ca sa, ngồi kiết già trong hoa sen mà hóa sinh. Đức Phật Thế Tôn ấy, thì các Bồ Tát thường nói pháp môn tánh ấn. Sao gọi là pháp môn tánh ấn? Nghĩa là phát tâm Bồ Đề. Đầy đủ luật nghi Bồ Tát là nhập vào tạng Đà La Ni căn bản của Bồ Tát, tâm không tán loạn, vì có khả năng hành xả, cho nên nhập vào tánh không tam ma địa, vì trụ vào chánh hạnh, cho nên nhập vào vô tướng tam ma địa, vì không chỗ hy vọng, nên nhập vào vô nguyện tam ma địa, tánh tình, tánh lìa tham dục, thông đạt uẩn xứ giới. Đối với sự hy vọng mà được giác ngộ, đối với Phật trí chánh nguyện vô sinh, cho đến thông đạt tất cả pháp, đối với tất cả pháp phân biệt, không phân biệt thể đều đoạn trừ, do thấy được các pháp ấy như vậy, cho nên gọi là pháp môn tánh ấn. Trong hội ấy có một đại Bồ Tát tên là Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú, Tích Vương Bản Nguyện Thù Thắng. Nếu có chúng sinh nào thấy được thân Bồ Tát ấy, thì nhất định sẽ được 32 tướng. Lúc Bồ Tát thấy được ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc của Phật, liền đến chỗ Sinh Sa La Đế Vương Như Lai, đảnh lễ sát hai chân, nhìn bên phải ba vòng, luôn ngồi một bên thưa: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì mà có ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc này? Đức Phật ấy bảo: Này Thiện Nam, phương Nam cách đây quá 63.000 cõi Phật, có thế giới Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả lỗ chân lông của Đức Phật ấy phóng ra ánh sáng lớn và tiếng dõng dạc này, là vì muốn triệu tập cho Đại Bồ Tát trong 10 phương vô số thế giới đến nghe Pháp. Bồ Tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Thích Phương thưa: Vì lý do gì mà gọi là thế giới Ta Bà? Đức Phật dạy:
Thế giới ấy có khả năng kham nhẫn, tham lam, sân nhuế, ngu si và các khổ não khác. Vì thế cho nên gọi là thế giới Ta Bà. Bồ Tát Tướng Trang Nghiêm Tịnh Tổ Thích Vương thưa, các hữu tình ở thế giới Ta Bà hủy bán, chửi bới đánh đập đều có thể nhẫn chịu ư. Đức Phật ấy dạy, này thì nam, các hữu tình ở cõi ấy, ít có thể thành tựu công đức như vậy, mà phần nhiều là tùy thuận với tham lam, sân nhuế, ngu si, oán hận, trói buộc. Bồ Tát ấy thưa, nếu như vậy thì thế giới ấy không thể gọi là thế giới Ta Bà. Đức Phật ấy nói với Bảo Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Thích Vương, này thiện nam, cõi Phật ấy cũng có người hành Bồ Tát thừa, các thiện nam thiện nữ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, thành tựu nhẫn nhục, bảo hộ hữu tình, điều phục chính mình. Nếu các hữu tình dùng những dụng cụ gây khổ gia hại, thảy đều nhẫn chịu, không khởi lên buông lung, tham lam, sân nhuế, ngu si. Này thiện nam, do đó các thiện trượng phu như vậy, cho nên gọi thế giới ấy là Ta Bà. Lại trong thế giới của Thích Ca Mâu Ni Như Lai, cũng có các hữu tình đủ mọi tánh ác, ít có khả năng sửa đổi, tâm tánh thô tháo, không biết xấu hổ, không biết kính Phật, không tôn trọng Pháp, không mến Tăng, rồi đây sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ bàn sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ở giữa hữu tình hạ liệt, có khả năng nhẫn chịu sự mạ nhục, tị hiềm, sân hận, bài xích, não loạn lời thô ác, tâm oán ghét, cũng như đại địa không thể lay động, không có trái nghịch. Nếu được cúng dường thì tâm không phân biệt, cũng không yêu ghét, cho nên gọi là thế giới Ta Bà. Khi ấy Bồ Tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tích Vương lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay con được lợi ích lớn, không sinh vào chỗ hữu tình tệ ác kia. Đức Phật ấy dạy, này thiện nam, chớ nói như vậy. Vì sao? Vì phía đông bắc có thế giới thiện trang nghiêm, hiện có Phật hiệu Đại Tự Tại Vương Như Lai, ứng chánh đẳng giác. Hữu tình cõi ấy hoàn toàn hướng đến an lạc, ví như tỳ kheo nhập diệt tận định. Sự an lạc của hữu tình ấy cũng là như vậy. Nếu các hữu tình ở trong cõi Phật ấy tu hành phạm hạnh trải qua trăm ức năm, cũng không bằng hữu tình trong cõi Ta Bà, chỉ khoảng một khẩy móng tay khởi tâm từ đối với các hữu tình, thì sẽ được công đức nhiều hơn. Huống nữa là trong một ngày một đêm, trụ tâm thanh tịnh. Khi ấy Bồ Tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Thích Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con muốn đến thế giới Ta Bà lễ bái, chiêm ngưỡng, cúng dường, thừa sự Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng để diện kiến các Bồ Tát và nghe Pháp. Đức Phật bảo, nay đã đúng lúc, nên đi đi. Lúc đó, Đại Bồ Tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Thích Vương cùng trăm ức Bồ Tát rời khỏi thế giới ấy, trong khoảng sát na đã đến cõi Ta Bà. Bồ Tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Thích Vương suy nghĩ, nay ta nên dùng sức thần thông nào để cúng dường, chiêm ngưỡng lễ bái Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát tự dùng thần cảnh thông, hóa thành bạo cái ở trong hư không, chia cả tam thiên đại thiên thế giới, trăm ngàn vạn ức châu anh tràn phan bảo cái trang trí xung quanh, rủ xuống, trong bảo cái mưa xuống, đủ loại hoa, trăm ngàn âm nhạc không trỗi tự kêu, là khiến cho các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời rồng, dược xoa, kiền đạt phược, a tố la, yết lộ trà, khẩn đại lạc, ma hô la già, nhân phi nhân, trong hội này đều tự thấy thân đầy đủ 32 tướng hiện trong bảo cái. Lúc Bồ Tát Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Thích Vương hiện thần cảnh thông như vậy rồi, cùng các Bồ Tát đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Như Lai, lãnh lễ sát hai chân, nhiều bên phải ba vòng, tùy theo chỗ đến, dùng nguyện lực hóa hiện hoa sen, rồi ngồi lên hoa ấy. Như vậy, cho đến khắp cả mười phương đều có vô lượng A Tăng Kỳ, trăm ngàn ức Bồ Tát ở trong vô lượng A Tăng Kỳ cõi Phật. Thấy ánh sáng lớn và tiếng giọng giặc này, đều hỏi Thế Tôn của mình rồi đến thế giới này, đảnh lễ Phật, ngồi qua một bên, cũng lại như vậy. Lại có trời rồng, dược xoa kiền đạt phược A Tố La, yết lộ trà, khẩn nại lạc, ma hô la già cho đến thích phạm hộ thế, và các chư thiên đại oai đức khác, trong tam thiên đại thiên thế giới, đều thấy ánh sáng và tiếng giọng giặc này, cùng đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, rồi lui ngồi một bên.
Khi ấy, Đức Thế Tôn vận thần thông hiện hành rồi, tất cả Bồ Tát trong mười phương A Tăng Kỳ, vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức cõi Phật, đều thấy công đức trang nghiêm ở cõi này và thân Phật Bồ Tát Thanh Văn, thọ dụng danh tiếng quốc độ đều bằng nhau. Mỗi mỗi Bồ Tát đều tự biết thân mình ở trong đó. Lúc đó, Bồ Tát tự tị từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục bày vai phải, cúi phải quỳ sát đất chắp tay, hướng lên Phật nói tụng rằng: Trí tuệ vô biên trang vang mười phương, ánh sáng chiếu khắp cõi trời người, tất cả hữu tình cùng gom lại, không thể lường được trí của Phật. Mười phương vô lượng các Bồ Tát, vì bốn cầu Pháp đều đến hội, tất cả cùng nhau cung kính Phật, thể đều khát ngưỡng Đại Môn Đi. Như Lai đầy đủ giới định tuệ, đoan nghiêm vô ý như sư tử, tuệ quan như nhật chiếu hư không, danh xưng vang khắp các cõi Phật. Chư thiên long thần cùng trai cái, cho đến tỳ kheo ni, thể đều chắp tay và cung kính, xin Phật thương xót vì nói Pháp. Quá hiện vị lai người đáng độ, quyết định biết rõ pháp khí này, Như Lai thông đạt các hữu tình, cúi sinh diện nói trừ nghi hoặc, Phật tử tu hành như thế nào, để được cõi tịnh lìa trần cấu, làm sao thành tựu được đại nguyện, Như Lai vì con rộng tuyên nói. Làm sao không nhiễm tánh keo kiệt, làm sao không hoại các thi la, làm sao vượt qua mọi lăng nhục, chửi bới bài bán đều kham nhẫn, làm sao dũng mãnh siêng tinh tấn, ức kiếp tu hành không mệt mỏi. Vô lượng khổ não các hữu tình, thể đều khiến được đại an lạc, làm sao chuyên chú luôn định tâm, trụ tam ma địa tâm thanh tịnh, không thể đắm nhiễm trước mọi cảnh, cũng như hoa sen không dính nước, làm sao để nói pháp thầm tâm, thông đạt được trí tuệ xuất thế, làm sao hàng phục quân ma la, rốt ráo chứng được vô thượng giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp kẻ, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Công Đức Trang Nghiêm Kinh, quyển thượng